Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy phay gỗ nha các bạn ha. Máy phay gỗ của hãng Makita với mã sản phẩm là 3612BR ha các bạn ha. Đây là cái bộ phận hộp của con máy. Thì nó có rất là nhiều phụ kiện kèm theo nên mình có để sẵn ra trên bàn cho các bạn đỡ phí thời gian của bạn khi xem video hơn. Và đây đầu tiên phụ kiện một cái catalog và một phiếu bảo hành chính hãng của Makita trên toàn quốc các bạn ha. Rồi tiếp theo là một cái phụ kiện đi theo bao gồm cái bộ các mép thân dẫn thẳng, khuôn dẫn và cái cự dẫn này nha các bạn ha, khuôn dẫn, cự dẫn và cái chấu bóp 1/4 với cái cờ lê nữa ha các bạn ha, cái cờ lê 1/4 và 3/8. Đó, rất là nhiều cái phụ kiện kèm theo. Rồi. Và cái lưỡi cắt thẳng ha các bạn ha, lưỡi cắt thẳng bọc kim loại. Rồi, chính hãng Makita ha. Đây, thì đây là nhân vật chính của chúng ta, như các bạn thấy thì con máy cũng khá là nhỏ gọn với trọng lượng lên tới trọng lượng khoảng 5,5 kg ha các bạn ha. Và cái dây dẫn điện dài 2,5 m với hai chấu sử dụng điện 220. Và con này đặc biệt là nó thương hiệu Makita và nó xuất xứ ở Nhật Bản luôn các bạn ha. Xuất xứ ở Nhật Bản luôn. Và tiếp theo đó nữa thì với cái tổng chiều cao của con máy thì nó lên tới 287mm và sản xuất tại Makita ha các bạn ha. Thì thông số làm mát của nó thì lên tới từ 0 tới 65. Với tốc độ không tải thì lên tới 23.000 vòng trên phút. Công suất 1600W ha, nên nó rất là mạnh. Đây, rất là đẹp và rất là bền nha các bạn. Với phần thân thì được làm phía dưới thì được làm bằng hợp kim nhôm nên khá là chắc chắn và rất là bền. Và đây là tem thông số kỹ thuật ha các bạn. In đầy đủ thông số kỹ thuật và tem chống hàng giả của Makita với hai bộ phận tay cầm hai bên. Các bạn ha. Đây là cái đế trượt và phụ kiện kèm theo á rất là nhiều ha các bạn ha. Dẫn nè, cử dẫn nè, rất là dài, nhiều lưỡi nè đó, nên rất là xịn ha. Đấy, rất là đẹp, trọng lượng 5,5 kg. Thì mình cũng vừa giới thiệu sơ cho các bạn một cái con máy phay gỗ của hãng Makita. Nếu các bạn có thắc mắc muốn tư vấn thêm về cái dòng sản phẩm 3612BR của Makita thì hãy liên hệ với số điện thoại, truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một subscribe để tạo động lực review những sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.